Alo, cô cứ dịch trang phòng trẻ chẳng trẻ thao mà có gia lê bằng dân lệ là kinh tế thị trường kinh tế ở này kinh tế là đứng đầu là Mỹ, hàng nhì là Trung Quốc, hàng ba là Nhật Bản, thứ tư là nước Đức. Của dân nó trẻ chẳng thao bằng kinh tế lệ như đi đôi hàng dân lệ là đi đôi hàng hàng chính trị. À, chính trị nó chỉ nhận là xem lăng là kinh tế về hàng chính trị nó nhìn nó rầm à, nó rầm bữa ra là kinh tế lệ Việt Nam lệ doanh lệ là nhiều bao đồng đó này bao đồng đó này chính xúc lệ là nhôm lộ phát triển kinh tế không bây giờ cái là kinh tế như bắt đầu đồng bao đồng đó này của giờ Việt Nam là nằm CCC là giờ cái chính trị Việt Nam ra là nhiều lộ đàn áp là tôn giáo này bị là đạo này bị buồn sang nhau như nó nát này như nó sẽ là kinh tế Việt Nam này là rất là những vật bao đồng đó vì nó có chẳng dùng thư cái nó buồn sang thì chẳng có thể xem lăng là kinh tế hàng chính trị là dần lại là đi đôi với kinh tế với mồm thấy không đó là trước kinh tế cho nó chỉ là trên tựa là giá nước cũng là nhau một lộ trình ăn đó à vì nó nè thiệt thò làm kinh tế Việt Nam nó nhiều bao đồng đó do cái bao đồng đó nhiều một loại sức lệ là nhiều từ chùa nặng buôn sang những ngã buôn sang nhiều po thành từ chùa là lùm ta những ngã cái nặng buôn sang nhiều po vì đó nè sẽ là kinh tế này là rất là quan trọng à chúng ta không có kinh tế này nè chính sẽ là nền lưới nhiều lưới cái đó là lúc nào nhiều nhiều một loại chính đó vì nó có giật lên bẹ sẽ lên Xô Viết như một lư à, như sụp đổ năm 1991 ngày 25 tháng 12 là lên Xô Viết như sụp đổ nó nè do cái lệ như tán ra là lên sụp đổ nó nè như là lên Xô Viết bục anh lại có do cả tổng thống Mỹ American là như bậc cái tân hằng à, lên Xô Viết có do là nước nó lại lên Xô Viết lại như là em khoa làm mà bị công sản nhú dạ có bên cộng sản của dân anh á các nước rằng cầm vân mà là một tí có băng có hàng ngàn cha Liên Xô nên của dân anh mì sẽ ngạ nè dân anh á rồi cái năm 1991 ngày 26 tháng 12 là nên là Liên Xô Viết sụp đổ nhú tan rã của dân như tan rã nè của giờ kinh tế như anh sắp lại một lộ phát triển đó nhiều thứ á à dân anh sẽ Việt Nam rồi nam sẽ mà Việt Nam rồi nam có giờ cái Việt Nam rồi như tục răng có giờ nên như tục xem răng như một điều làm bình thường ngã chính trị giờ cái chính trị lệ sẽ chỉ như ảnh hưởng bằng kinh tế nhau vì nó có chẳng cái bình nạp buồn sang nạp đề cả để tục làm Việt Nam đi đều một là cái tuấn ốt ngã chính trị nó là nhiều ảnh hưởng bằng kinh tế như thế này à bây giờ nó là dần hủy sắc cái dần bây giờ cái dần hủy là hủy là bây giờ các bằng kinh tế như này này lưu kinh tế như này cái lúc nào như lưu gì á à giờ như thao lẽ như bố lẽ là làm trà Liên Xô lẽ chỉ rằng khoa cái binh cộng sản cái nhiều là anh kia cái gì chẳng là lúc năn lẽ cả lưu là cộng sản là Liên Xô Viết lẽ cộng sản lẽ là Liên Xô á kia cái gì cọ bình tĩnh nhau à có gì nó có sẽ chỉ có chẳng hơn thao bẹ à rồi này lại lưu lên cộng sản Liên Xô nè chính bộ mò đó có chính là cái này đấy sẽ chỉ bình công sản này đã lấy cho thuê lưu mi tôi lấy cho thuê tôi lấy nó giờ cần sẽ chỉ để nó đi số vết trường như sụp đổ á của dân nó có chẳng hình ta cái nó buồn sang rồi thì ngã chính trị để đi đôi như là đi đôi đôi hình kinh tế nhỏ nhỏ nó thăm để đua thế nhỏ dù nó nè rằng sẽ chỉ có lúc nào dân là hủy sinh nắc cái ngã chính trị chính trị lệ là những ảnh hưởng như nó giáp cái trà rằng bố rồi rằng mồ nước rằng mồ biểu tình rằng là kinh tế là như một mò lợi lưu hết lưu như chắc đó là bố kinh tế Việt Nam này bao đồng đó là Việt Nam bao đồng đó là ta như một thì tốt nữa như đàn áp là từ chỗ bình thế đạo là để ngạp rõ là bằng chính trị là để mô là break là nghe cái riêng là như sẵn lưu mà sẽ có lúc nào dần dần nó đang lên để bỏ một tìm theo làm tiếng ngạ làm cái này chỉ việc là zoom à, trước khi có lúc nào nhân để sẽ làm tăng mắc lúc nào để gà đấy là lần trả đấy
Yên nó ra nè nè, chính sĩ có yết lê bằng kinh tế bia. Yoka lula clay có yết lê, lam clay yon kể từ joke nắp bun sang rè. Tis an thao lam clay kinh tế. Tìm lê kinh tế lần nó mô mô yomo lần thị trường kinh tế rè. Thị trường kinh tế nhu yom. Yon sĩ xem tay nhu yom. Yoka nhu nó hâm hung la chinh tí. Yên nơi yên ra như đồ bó ra yên hinh áp binh công an yên áp yam áo yên lần yên áp facebook phong tre như blue phong tre lần yên áp sát tay áp rút sát tang tre như chẳng hạn tre hui là tìm lộ ngạc trên tay tông ô lúc đi yu áp tre nè yên ăn tre luôn nick tre răng yên ăn tre thoa lắm clan ăn làm nick tre yên yên áp như quý vị lưu làm con nga nhô như thoa lắm xì xì alin sô như tầm trừ lắm cú giờ bằng kinh tế ấy nhiệt lực của nó lên số nần, cú giờ nó bị nhiều nè, nhiều tụ răng sắc các loại nần, cú giờ có nhiều răng, cú giờ có nhiều răng, nhiều vị lực, làm cái động na nhiều po, nền lực làm cái động na nhiều po, chính nhiều mỏ mỏ lộ động na đó, giờ nó nhiều vị, mua kinh tế nhá đó họ mua cái tiếp động na nhá cái họ nhiều mỏ là nần, bạc lương nhiều nè, là nần kinh tế nhá nó động na nhiều đi kéo mà nè, giờ nó nhiều vị nè. Giờ này là kinh tế Việt Nam nó như bao đồng đỏ đấy, như bao đồng đỏ đấy Việt Nam mà này, à, chỉ riêng làm đồng Nam Á đây là Việt Nam như bao đồng đỏ đấy, mà lấy chắc tới kinh tế nhật ra Việt Nam, giờ đang có chẳng hơn thâu, cái nặng buôn sang rồi, làm cái nặng đi gạt rồi, để hôm thế ô, lại thì ngã cái đi cha, để thì ngã chiến trị, để ngã chiến trị nên anh hưởng bằng kinh tế nhau, anh hưởng kinh tế nhau lại như thế này này sáng trưa làm cái động nào nhau, lấy làm cái động nào nhau mà lại sáng chín cái ô. Cục na như chính rằng như nó nóc là rai tôi chứ rai tôi chứ giờ có một kinh tế như thằng kinh tế như một lộ phát triển nữa bắt đầu như xúc đổ mà xúc đổ kinh tế là nên cái như xúc đổ cục na nhỏ giờ nó sẽ semi rồi nè để lăng mi na hàng Trung Quốc mà ta na hàng Việt Nam mà ta hàng na hấp chấp tắc như như trả như hợp đồng như hợp tác này bây giờ như hợp tác này như chẳng nào kinh tế là sẽ như ngại Việt Nam rồi nó kinh tế nó cái nhầm tìm lư làm rõ là cái đi cha cái đứng nặng buôn sang từ chăng rồi như sầm cả do nó á kinh tế trên trị lại rằng phải nó làm biết nhiều lỡ rằng nó lại rằng nó kinh tế lo rằng xem lăng do Việt Nam này mà là kinh tế nhưng bao đồng đó á có do cái như là một lại đập năng làm lần cha rằng là nhiều po do nó á do nó có hơn ta làm cái chính trị nên là kinh tế lo là chỉ chăng giờ nên có thể quay bằng lê bằng lo na có bằng giờ có che lăn cha răng na chỉ che na có quay chẳng ấy bố để lo na lăn cha răng na lại răng đập pin năng lại nghe cái răng liền na bịa tuyết á tuyết lệ có mò quay bằng lê bằng keo bằng rừng khưng đó chính có tục làm sang á thật ra có ngạ làm lấy tốt từng bắt nằm từng giờ nên na lại có khăm ngạ bằng na lại cho nên vẫn có dùm nê lệ đăng ký canh co dùm nê họ